ăn con thích bánh trưng, do cho nem thịt gà. Vậy nhưng riêng con không thích, vì con mẹ mày cùng đi nhát, mày cùng đi nhát, vì cứ tham ăn nhầy. Sợi khoai tây dài dài làm con muốn ăn hoài. Ước sao ngày Tết ăn hết bảy vị ngon ngon, vì con chỉ thích mì cung đình thôi. Dần heo hầm măng làm con đắp say hương vị bao ngày rồi. Gà hầm bò hầm thịt hầm nấm ăn bê ly ngon tuyệt vời. Nào cua nào tôm dần heo với ngũ quả thơm. Chưa?